Chào các anh kết trường Lê. Hôm nay lần đầu tiên chị anh sẽ có một khách mời nam giới, đó là bạn Việt. Việt giới thiệu với mình đi. Chào các bạn, mình là Việt, mình là graphic designer của Kitchen Art. Cũng giống như tất cả những người khác làm ở Kitchen Art, mình là một người cũng rất là có niềm đam mê với các món ăn. Và hôm nay chị em mình sẽ làm món gì? Hôm nay vì là có một khách nam giới nên là chị sẽ làm một món không thanh đạm như mọi hôm, mà món ăn mà rất nhiều đàn ông thích, đó là hamburger, thịt bò. Nhưng mà hamburger thì theo được biết thì nó cũng là một cái món ăn khá là béo. Thì từ trước nay chị em mình vẫn hay làm cái món ăn nó rất là thanh đạm ấy. Thì chúng ta sẽ làm cái công thức như thế nào ấy? Đúng là hamburger rất là đặc trưng, là một món fast food không được bổ cho lắm. Nhưng mà món ăn hamburger của mình ngày hôm nay sẽ theo phong cách của Kitchen Art và phong cách của chị anh, tức là dùng những nguyên liệu rất là tươi, ít béo. Và ngoài ra chúng ta sẽ ăn kèm với rất nhiều lá rau xà lách tươi. Và cuối cùng là phần quan trọng nhất là phần thịt, thì chúng ta chọn là thịt làm ít mỡ. Vì vậy đây sẽ là một món hamburger làm tại nhà rất là ngon, bổ dưỡng mà lại không sợ béo. Những nguyên liệu chính của món hamburger bao gồm thịt bò nạc đã băm sẵn, dầu ô liu, hành tây, rau xà lách và bánh burger cắt đôi. Phần sốt, ta sẽ sử dụng hai loại sốt. Thứ nhất là sốt sữa chua, nguyên liệu chính bao gồm sữa chua, mù tạt vàng và nước cốt chanh vàng. Phần sốt cà chua tươi kiểu Mexico thì nguyên liệu bao gồm cà chua tươi, lá mùi tây, giấm seri và dầu ô liu. Bây giờ chị em mình sẽ làm gì hả chị Anh? Bước đầu tiên ta sẽ làm là bước cần nhiều thời gian nhất, đó là chưng hành tây. Tại vì hành tây khi ăn sống thì sẽ rất là hăng, nhưng mà khi mà chưng trên bếp lửa nhỏ ít nhất là 20-30 phút thì tất cả các phần đường trong hành tây sẽ biến thành caramel, và khi đó hành tây sẽ rất là dẻo và ngọt và rất là đặc biệt. Em rất là nóng lòng được nếm thử đấy. Em giúp chị thái hành tây nhé. Em cắt theo hướng này và đi thành những lớp mỏng. Okay. Có những cái cọng hành tây cong đẹp. Như này được không ạ chị? Ừ. Em cắt cái này có mỏng quá không ạ chị? Được đấy. Chị thông cảm em ở nhà. Sẽ cho một ít dầu vào nồi. Bây giờ chảo nóng rồi, em thấy chưa? À, như thế này là nóng. Vâng. Em cho hành vào cho. Và hết rồi. Trong lúc ta để hành chưng dần thì phải bắt đầu trộn thịt. Đơn giản thôi, mình chỉ trộn thịt với muối và tiêu, không thêm một gia vị nào khác. Chia nhiều. Xong mình sẽ dùng tay để trộn cho đều. Rồi bây giờ thịt đã nhào nhuyễn với muối, tiêu và giờ chỉ việc nặn một quả tròn như thế này, sau mình ấn dẹp ra. Cái phần thịt này mình sẽ làm được 4 quả thịt. Bây giờ để thịt định hình, mình sẽ để vào tủ lạnh khoảng 15 phút. Rồi thì ta sẽ làm sốt sữa chua với mù tạt. Sốt sữa chua này nghe lạ nhỉ. Cái này ngoài ăn với cả hamburger ra, chị em mình có ăn được cái món nào khác không hả chị? Các loại sốt chua có mù tạt với sữa chua thường là rất hợp với tất cả món thịt rán hoặc thịt nướng, gà nướng thì nó rất là dẫn vị và làm bớt cái vị béo của thịt.
Rồi bây giờ đã chanh. Có sữa chua, mù tạt, cho bắt thêm chanh. Trông đẹp không? Bắt đầu là vàng. Vừa rồi đấy. Thế là sốt sữa chua đã xong. Tiếp theo ta dùng là ta làm sẵn sốt cà chua tươi, gọi là salsa. Đầu tiên là mình sẽ cắt thành nhiều lớp. Chia thành nhiều lớp. Xong rồi, lần mặt kia chia thành một lớp nữa. Đấy, để xong dùng hết rồi. Dùng tay giữ lại và cắt về chiều ngược lại sẽ thành nhiều vuông. Lần đầu tiên thấy kiểu cắt này. Mình cũng làm được thế với hành tây, khi mà cần cắt hạt lựu hành tây mình có thể dùng phương pháp đấy. Xong đây chị đã cắt sẵn 2 quả. Tiếp theo là rau. Em thái nhỏ cho chị rau mùi tây. Mùi tây. Em thái lá ra. Thái li ti ra. Băm. Rau thơm mình phải băm thì nó mới dậy mùi. Dậy mùi và cái tinh dầu sẽ được giải phóng, giải phóng ra. Rồi, được rồi. Rồi. Bây giờ cho vào chua. Xong là cho một ít dầu ô liu. Một ít giấm sherry. Giấm sherry là giấm làm từ nho. Ôi. Nho trắng. Thơm. Giờ sốt này mình sẽ để một bên cho ngấm. Và... anh em thấy hành bắt đầu vàng rồi này. Như thế này chắc là được rồi đúng không? Xem nào. Rồi hành bắt đầu ngót rất nhiều nước và bây giờ thành biến thành một cái trạng thái dai và mềm, màu vàng nâu. Rồi chúng ta tắt bếp. Bây giờ ta chuẩn bị nướng thịt trên bếp. Đầu tiên là quét một ít dầu ô liu lên trên chảo như Việt đang làm đây. Lửa thì là to vừa, khi nào chảo thật nóng ta sẽ cho thịt lên. Thịt để 15 phút, 20 phút trong tủ lạnh. Bọc giấy trong sẽ định hình hơn và không dễ vỡ như là lúc mới nặng. Chị ơi, mình chảo nóng cho vào chưa chị? Ừ, nóng rồi đấy. Thì cứ để yên cho nó chín và được cháy cạnh. Mỗi mặt nướng khoảng 5 đến 7 phút. Không cần phải quá chín đâu, tại vì là mình muốn thịt là mềm. Bây giờ chị xem thử. Được rồi đấy, bây giờ mình có thể lật rồi. Em thấy đang ngon. Để lật tiếp đi. Nhẹ tay thôi nhá. Đường nướng không? Em có. Rồi em cắt ra phải chảo đi. Bao nhiêu lâu trông đợi không đợi sao? Đường qua mặt cắt của bánh burger áp xuống chảo nhanh hơn. Thì lát nữa bánh sẽ càng ngon hơn. Thank you.
cuối cùng chúng ta cũng đến giây phút mong đợi nhất. À, thế bây giờ thì chị em mình sẽ cho hành rồi các nguyên liệu vào trong bánh đúng không ạ? Rồi kẹp thành hamburger. Ok. Bây giờ theo thứ tự thế này nhá. Đế bánh. Em xong xong làm với chị nhá. Ừ, em làm cùng với chị. Xong đầu tiên là hành. Hành gấp một ít dần đều ra. Trông ngon mắc quá. Ống vàng. Rồi, tiếp theo là sốt sữa chua màu vàng. Dưới lên. Dưới này nhiều nhiều. Nào, thì chị ấy này tự làm bánh của em ăn. Như này đúng không chị? Ừ. Cần thêm không? Thêm nữa. Thêm nữa kẹp nó còn sứa là trông đẹp. Rồi, tiếp theo là thịt. Rồi chắc bây giờ là đến không, cà chua hay rồi à. Xúc lên. Cẩn thận không vãi nha. Đàn ông bụng về. Cuối cùng là một lá xà lách ở trên. Một lá xà lách. Rồi. Cuối cùng là đậy nắp. Đã xong. Và bây giờ thì là bước quan trọng nhất. Ừ.